Các bạn nhá, đây lại là một bữa ăn tiếp theo của tôi. Vẫn là món cũ, vi cá mập. Mình đang trong nhà hàng nhé, nhà hàng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đang ở trên tầng 82 của Landmark 81. Các bạn biết một suất con dao này bao giờ không? Nó rơi vào tầm giữa 300 đô. 300 đô, 300 đô la. Mới cơm tôm không thịt. Và mình được kèo đến từ Mỹ nha các bạn nha. Đấy, mình nói tiếng Việt nó không được sói thì các bạn cứ thông cảm cho mình nha. Chị nhà ấy, mỗi sáng tôi chạy ở bên California này thì cũng cuộc sống rất là đơn giản thôi. Thì là bọn mình đi ăn vịt cá mập trắng miệng buổi sáng sớm, và cuối tháng thì mình lại như hôm rảnh thì mình lại bay về Việt Nam thì mình ăn ở cái nhà hàng gọi là Landmark 81 đó. Mình ăn ở trên tầng 82, ai mà có gọi là nhu cầu gặp mình thì mọi người gặp mình ở trên tầng 82 của Landmark 81 nhé. Còn đi theo mình nghe thì lúc nào mình cũng có vị trí đi theo chứ, còn bây giờ cuộc sống của mình là cuộc sống thượng lưu mà không có vị trí đi theo thì nguy hiểm lắm các bạn ơi. Đây là ba vị trí của mình nhá, ba vị trí của mình là đi cùng mình là cũng được trải nghiệm những gọi là cuộc sống như mình luôn đấy. Mọi người mà muốn ăn một món ăn ngon, các bạn phải có kinh nghiệm, trải nghiệm và hiểu biết cho các bạn nhá. Mình là Thái Nghiêm. Ok, mình ăn thế thôi, nói chuyện với các bạn là chủ yếu, và mình ra thanh toán tiền nhá. Cô cháu hết bao tiền đây chú ơi?